Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Clean Dam Isin. E Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Clean Dam e cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Clean Dam e Dạng bảo chế Viên nén bao phim Công dụng Clean Dam e được dùng điều trị các nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn kỵ khí. Clean Dam e cũng được dùng điều trị các bệnh do vi khuẩn gam dương. Tuy nhiên, do nguy cơ cao gây viêm đại tràng giả mạc, clindamycin không phải là thuốc lựa chọn đầu tiên, chỉ dùng khi không có thuốc thay thế phù hợp. Clindamycin được dùng điều trị các bệnh nhiễm do vi khuẩn nhạy cảm trong những trường hợp sau: tai mũi họng kháng penicillin, viêm phế quản phổi, răng hàm mặt, da, sinh dục, xương khớp, nhiễm khuẩn huyết trừ viêm màng não, nhiễm khuẩn trong ổ bụng như viêm phúc mạc và áp xe trong ổ bụng những khuẩn vết thương mưng mủ phẫu thuật hoặc chấn thương Sốt sản đường sinh dục những khuẩn nặng vùng chậu hông và đường sinh dục nữ như viêm màng trong tử cung áp xe vòi trứng không do lậu cầu viêm tế bào chậu hông chống chỉ định bệnh nhân có tiền sử nhạy cảm với clindamycin lincomycin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc cách dùng thuốc được sử dụng bằng đường uống có thể dùng với thức ăn hoặc không Uống viên nang cứng với một ly nước, nhiều nước để tránh kích ứng. Liều thường dùng. Người lớn, 150 đến 450 mg, cách 6 đến 8 giờ mỗi lần, liều tối đa 18 g mỗi ngày. Trẻ em trên 30 kg thể trọng, trẻ có thể nuốt được viên nang cứng, 15 đến 20 mg trên 1 kg mỗi ngày, chia 3 đến 4 lần. Thuốc này không phù hợp dùng cho trẻ em dưới 30 kg thể trọng liều điều trị một số bệnh cụ thể. Viêm miệng hầu 150 đến 450 mg một lần, cách 6 giờ 1 phút lần, trong 7 ngày, tối đa 1,8 g mỗi ngày. Dự phòng viêm màng trong tim 600 mg, uống 30 đến 60 phút trước khi làm thủ thuật. Dự phòng nhiễm khuẩn huyết ở người thay khớp gối phải trải qua phẫu thuật răng, uống 600 mg một giờ trước khi làm phẫu thuật. Sốt sản, nhiễm trùng đường sinh dục, Đối với sản phụ không có biểu hiện ốm lâm sàng nhưng sốt kéo dài hơn 48 giờ, uống 300mg, cách 8 giờ 1 phút lần cho đến khi hết sốt. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc. Tiên sử bệnh lý đường tiêu hóa, viêm đại tràng. Suy chức năng gan hay thận. Đang dùng thuốc chẹn thần kinh cơ. Phụ nữ có thai. Tác dụng không mong muốn ở đường tiêu hóa chiếm khoảng 20% người bệnh sau khi uống thuốc thận trọng khi sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc. Nhà sản xuất Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Clean Dam e đồng thời biết cách sử dụng Clean Dam e sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham